đây anh anh bỏ trong vòng của anh luôn. Cảm ơn mắt của anh là để cho em thưa quay đi. Chờ bác sĩ đổi mình đứng đỏ tay khoản quay về đi đấy chứ. Thì biết rồi tí nữa. Rồi. Quay chưa? Rồi, quay rồi. Anh có lẽ phải lấy cái ố. Anh bơi trong nắng không? Anh có thế. Đang hoàn đếm sẵn. Cười chứ, em bên kia. Hả? Bất lại em ơi. Cáo ơi, lên lấy cái du đó. Của Đoan lung niềm hơi lung niềm cho mình á. À. Wow, dễ thương vậy. Cậu này cộng 10 điểm thật hái. Nhà anh muốn nắm tóc cải đi đào dài đùi đi đéo dài. Ai có mỗi lần đá là được cầm một cái cờ thôi. Chìa. Anh em ra đây hết chưa? Ra đường ngoài hết á. Nhân viên khởi động hết đây nha. Giấy tờ giấy bạn ơi, bạn chuẩn bị giấy tờ cho bốn cái đá đi. Chuẩn bị giấy tờ hết chưa mà bốn đứa anh ta. Hồi này nhánh anh tới đấy. Còn anh con khách lắm đấy mày tới. Từ nó thất án. Được, bắt đầu em đi. Anh có lại lấy ố ra ngoài hẹt chứ. Anh hẹt đi anh. Mang cái chai đập. Thank you.
hai cháu bao luôn này. Cháu yêu quả đợt sẽ cộng tít. Ơ đúng rồi, sẽ cộng. Ôi, cao quá. Thank you.
Phải vậy. Đứng trước đi, đứng trước quay cho. Cái thẻ chuẩn bị. Ra ngoài tí nữa. Em nhậu tí rồi hết mà. Đây đây, chị phải chờ mình cho thôi. Xin hay đấy. Thì xin mời các anh chị chúng ta chia sẻ những thông tin để chúng ta có thể
có chút thời gian để nhảy Facebook để chúng ta xem những thông tin mới nhất. Đúng vậy. Chân chu. Ông làm việc có nó mình luôn á. Mời đội Hà Nam và đội Tân Cốt chúng ta tập trung về phía bàn ban tổ chức để thi đấu hiệp 2. Xin nhắc lại một lần nữa, mời đội Hà Nam và Tân Cốt chúng ta tập trung bàn ban tổ chức để thi đấu hiệp 2. Xin hết.
đội tuyển nữ đánh nhau bên đấy. Bên nào cũng đá mà. Mày để chịu luôn. Chặt để chặt lẽ mà không đi bàn đấy. Đang phải chạy qua cổ vũ đội tuyển nữ đúng không? Không mua anh. Ôi xin mời đội Hà Nam và đội Côn Cốc chuẩn bị ra sân thi đấu ạ. Lưu đâu lưu hả? Anh ba là lưu này đúng không? Anh biết rồi. Hỏi đã không nên mất hết đấy. Stop start. Không phải mày mình nếu mày không biết, chắc là thối đó. Sao lên nguồn em? Được, đây phải. Chắc là tàn duyên rồi.